Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân ngày đêm miệt mài bảo vệ từng mốc quốc giới, từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, đường biên, mốc quốc giới luôn được giữ vững nguyên trạng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa nhân dân hai bên biên giới là minh chứng cho sự vun đắp bền bỉ của đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân. Lịch sử giao lưu qua lại thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau đã tạo nên sợi dây gắn kết vô hình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, những năm qua, cấp ủy, ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân luôn quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, tạo sự chuyển biến vững chắc, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn phụ trách. Những năm qua, cấp ủy, ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, gắn phong trào thi đua, chính quy, mẫu mực, kỹ cương, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 về xây dựng chỉnh đốn đảng bằng những nội dung tiêu chí cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh chính quy với xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, củng cố các tổ đội công tác vững mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, hàng năm, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện của cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Nội dung huấn luyện được chú trọng cả về huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, coi trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến và huấn luyện xử lý các tình huống liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao trình độ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, đồng thời nâng cao tính thống nhất chính quy trong huấn luyện, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất, phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Những năm qua, cùng với sự giúp đỡ của cấp trên và hưởng ứng tích cực của cán bộ chiến sĩ, phong trào thi đua, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh chính quy tại đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân có bước phát triển sâu rộng, công năng các công trình thực hiện phát huy được hiệu quả, khuôn viên đơn vị từng bước được hoàn thiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập cho cán bộ chiến sĩ, cùng với xây dựng cảnh quan môi trường còn thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, giải quyết các mối quan hệ đúng theo điều lệnh, điều lệ kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị. Song song với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân thường xuyên xây dựng đội vũ trang chính quy, rèn luyện kỷ luật, kết hợp với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử lý kiên quyết, kịp thời các hiện tượng vi phạm quy định, quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Căn cứ kế hoạch số 431 ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết số 278 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo thực hiện đề án nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất chế biến trong quân đội, bảo đảm phù hợp an toàn bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Là một đơn vị làm công tác quản lý bảo vệ hơn 17 km đường biên giới, đứng chân trên địa bàn xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh, kinh tế địa phương còn khó khăn, đơn vị không có nguồn thu ổn định, chủ yếu dựa vào nguồn vốn trên cấp, vốn từ tăng gia sản xuất. Mặt khác là một đơn vị có diện tích rộng trên 11,7 hectare,
việc củng cố xây dựng đơn vị chính quy hết sức cần thiết và quan trọng, kinh phí trên cấp rất hạn chế, khó tranh thủ các nguồn lực. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của đơn vị thì cần thiết phải quy hoạch đất để phát triển tăng gia sản xuất làm kinh tế. Do đó, việc quy hoạch tăng gia sản xuất phát triển kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo rất cần thiết và cấp bách, là cơ sở quan trọng trong tạo ra nguồn thu ổn định, đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động xây dựng và củng cố đơn vị trong tình hình mới. Hiện nay, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã mở rộng quy hoạch vườn rau xanh, đảm bảo đủ 100% rau xanh cho bộ đội. Đầu tư trồng mới một vườn cây ăn trái phát triển tương đối tốt và từng bước nghiên cứu cải tiến phương pháp canh tác, sản xuất những sản phẩm rau có giá trị dinh dưỡng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị và đời sống bộ đội phần nào được cải thiện. Với 600m² vườn rau xanh, 200m² vườn thuốc nam, 250m² hệ thống giàn bầu bí, 600m² vườn cây ăn trái, 5,7 hectare đất khác không quy hoạch được tận dụng trồng cây mì. Bên cạnh đó, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã xây dựng mô hình chăn nuôi heo bán hoang dã, heo rừng với diện tích 800m², khu vực nuôi bò 350m², chuồng gia cầm 10m². Tổng số lượng đàn heo từ 25 đến 30 con, bò 3 con, vịt đẻ 50 con, gà 300 con. Đơn vị tận dụng cơm thừa làm nguồn thức ăn, bảo đảm tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, đảm bảo 50% nguồn thịt tươi sống tại chỗ cho bộ đội. Từ nguồn vốn tăng gia sản xuất và công sức bộ đội, chúng tôi đã tổ chức tốt phong trào trồng cây và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cây sắn công nghiệp, lấy củ theo thời vụ. Vườn thuốc nam, khu vực trồng rau xanh, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao nuôi cá, đúng theo quy hoạch, kết cấu hợp lý, phát triển tốt. Nhờ thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất trong năm qua và 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã bảo đảm được phần lớn nguồn rau xanh, thực phẩm tại chỗ, trích từ nguồn quỹ tăng gia, đưa trên thêm vào cho bữa ăn bộ đội là 5.000 đồng trên một người trên một ngày. Tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,6%. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và một mục tiêu biểu. Với những chiến sĩ trẻ, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất không chỉ đơn thuần làm xanh sạch đẹp và cải thiện đời sống vật chất, nó còn là bài học ý chí, tinh thần đoàn kết và rèn luyện khả năng thích nghi với khó khăn, những phẩm chất vô cùng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Dưới cái nắng biên giới gay gắt hay những cơn mưa rào bất chợt, hình ảnh những chiến sĩ trẻ hăng say huấn luyện, lao động sản xuất là minh chứng cho tinh thần lạc quan, không ngại khó khăn của họ. Được sự quan tâm, giáo dục thường xuyên của Ban Chỉ huy đồn, biên phòng cửa khẩu Phước Tân đối với chiến sĩ đơn vị, chúng tôi đã xác định tư tưởng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, luôn có động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng ngày chăm sóc khuôn viên, cảnh quan sạch sẽ, ngăn nắp, đồng thời sắp xếp nội vụ gọn gàng, lễ tiết tác phong đúng điều lệnh. Chúng tôi rất tự hào khi được công tác và học tập tại đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân. Ở đây chúng tôi xem đơn vị như là ngôi nhà thứ hai để yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn cả những thành quả vật chất, hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường tăng gia sản xuất còn là nơi rèn luyện ý thức, tinh thần đoàn kết cho các chiến sĩ trẻ. Cùng nhau vun trồng, chăm sóc, họ học cách chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó gắn kết tình đồng đội thêm bền chặt. Bài học ý chí, tinh thần đoàn kết và rèn luyện khả năng thích nghi được đúc kết từ hoạt động tăng gia sản xuất sẽ là hành trang quý giá cho những chiến sĩ trẻ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Tăng gia sản xuất thì chúng em sẽ làm nhiều công đoạn khác nhau. Thì đầu tiên là sẽ có làm đất, rồi bón phân, xong rồi trồng rau, rồi tưới nước. Trước đây ở nhà thì em sẽ không thường xuyên làm, nhưng mà từ khi vào đây thì được Ban Chỉ huy đồn hướng dẫn, các chú các anh hướng dẫn thì tụi em làm càng ngày càng tốt hơn. Dạ thì đầu tiên thì nó sẽ giúp mình rèn luyện được tính tỉ mỉ, và ngoài ra thì nó sẽ cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Nhờ việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, xanh, sạch, đẹp, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Nề nếp chính quy được thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân.
từ việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy đến rèn luyện tác phong đạo đức, mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ biên giới. Phát huy vai trò của cấp ủy, trách nhiệm của người chỉ huy và tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất. Với phương châm ăn sạch, uống sạch, ở sạch, môi trường sống sạch, đơn vị thường xuyên chỉ đạo sâu sát công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài đơn vị, thực hiện nghiêm việc sắp đặt nội vụ. Hàng ngày, cán bộ chiến sĩ thay nhau chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, hệ thống vườn rau xanh để tạo cảnh quan đẹp mắt và duy trì phát triển hệ thống vườn tăng gia sản xuất, vườn chăn nuôi. Việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp xây dựng đơn vị đề nếp chính quy tại đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã tạo nên những hiệu ứng tích cực trên các mặt công tác biên phòng. Đồng thời, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân cũng tham gia hiệu quả vào việc củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, biên giới. Thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.